Xin chào quý khán giả của Hội Trang Official. Hồi chiều anh Hai nấu ăn nhưng mà anh Hai không có quay clip. Còn bây giờ thì đã hoàn thành rồi, thì Trâm sẽ quay clip nha. Anh Hai có cái clip khui thùng quà của mẹ Thương rồi. Thì hôm nay là làm sinh nhật sớm một ngày. Ngày mai là Trâm phải đi Đà Lạt để quay phim Tết. Tết này có chồng rồi, cho nên là không có tổ chức sinh nhật được. Mà năm nay tình hình dịch bệnh cho nên là cũng không có đi ra hàng quán gì được trơn á. Nên quyết định là làm ở nhà, mấy anh em trong nhà thôi. Hiện giờ đây là bàn ăn mà Si Beo đã chuẩn bị và được hải sản Hoàng Gia chở đến tận nhà. Và Si Beo chỉ có việc là trình bày ra thôi. Và cái món Si Beo làm đó là cái món gà búp gỏi. Si Beo tâm huyết cái món này nè từ hồi chiều giờ luôn. Rồi xin giới thiệu, đây là món ốc hương phô mai. Cái này là hào nước phô mai, ốc cua lót, mực khắp của mẹ Thương gửi xuống. Cái này là cua lông, cái này là tôm nướng phô mai. Đây là những món ăn mà của bên hải sản Hoàng Gia gửi tới luôn tận nhà đó cả nhà. Cái này có tôm nướng qua mẹ Thương gửi xuống nè. Còn cái này là cua lông sốt me. Si Beo chào khán giả nè, Si Beo. Chào cả nhà của Hồ Bích Trâm. Thấy anh Năm luôn á. Đây là anh Năm của mình nè. Anh Năm con bác ba. Còn đây chị Phương Beo TV. Trời ơi có Phương Beo luôn bên đây rồi. Đại gia đình bên đây làm YouTube hết luôn. Bé Chúc. Đây bé Chúc. Bé Chúc Long Xuyên kìa. Em qua bên kênh Thanh Sĩ được mà tại sao kênh chị em không lên? Chào khán giả đi em. Để khán giả nói em muốn thân thiện đó. Đây là bé Chúc Long Xuyên. Cô bé Long Xuyên. Anh Sáu tới rồi. Đây là ngày hôm nay là chị có mấy anh chị em trong nhà bên đây cả nhà. Rất là đông đủ là mình vui luôn. Và đây là bánh kem. Bánh kem của chồng mình gửi nè. Đó, happy birthday vợ yêu. Còn đây là bánh kem của bé em trai Trần Hạnh Phúc tặng cho mình nè. Đây là hoa của anh MB, ngân hàng MB tân sinh nhất nè. Hoa này là của anh Năm, chị Năm tặng nè. Còn cái bó hoa này là của bên ODB. Và phần quà của MobiPhone nè. Ồn quá. Mấy bà cứng nhà mình bà ồn quá cả nhà. Bây giờ mình giới thiệu sơ sơ thôi. Hôm nay là sinh nhật. Rồi ngày mai là ngày mai 5 giờ sáng Trâm với anh Trọng với lại mấy bé nhà Trâm là phải đi qua cúng. Ồn quá, xíu mình quay tiếp nha. Mấy đứa vô chụp hình nè. Là chủ nhân là đứng ngay trên đẹp nè. Chụp một tấm kỷ niệm ra, bây giờ ai chụp ai cũng chụp nè. Chị em phụ nữ là đứng đây nè cho nó đẹp chụp bóng. Phụ nữ trước đi rồi tới đàn ông. Rồi lên chụp cho. Rồi mấy đứa chị Năm vô luôn chị Năm. Chị Năm vô trước, con gái vô trước nè. Năm đồ mấy đứa là vô đi chụp cho có kỷ niệm. Dị quá chị rồi. Chụp lẹ rồi ăn nè. Có gia đình thôi à, không có mời người ngoài. Có gì à? Người ngoài mình cũng sợ rồi. Rồi vô chị Hai. Đây em đứng đây nè. Rồi. Mấy đứa này nó lôi xung bù lắm. Sao chị mặc kia vậy? Đám cưới của mình nó không có tấm hình nào luôn. Đứng bên đây nè, đứng bên hông đây đỡ một ít nè. Cúng thả tóc ra đây. Thả qua kia đi, thả chị Hai chia qua đó đi. Đó, trời mày ơi. Mày lên đây trước đi miên. Đó, chị Năm chút, vô đây không chút. Vậy, người con Diệu chụp sao Diệu? Không, em chụp. Không thấy chị Hai kìa, chị Hai đứng xịt lắm. Đấy, mình này thấy. Cái bá bông này nó bự quá mà. Ở đây đây, chụp cho. Mày có chụp hình không? Anh Sáu chụp gần lại đi, anh Sáu không cần hết bàn tiệc anh Sáu ơi. Cười lên miếng. Nhìn máy này giờ ta. Cũng nhìn đâu nhìn. Đâu luôn. Cái nào đẹp nhất mình lắm. Nằm kim. Được chưa anh? Rồi giải tán. Bây giờ tôi chào, vô đây chào. Miên ơi lại chụp lại. Đừng có chụp lấy hết bằng tiền cho Miên, bị nhỏ con lắm. Chụp lại đi Miên, anh em không ổn. Rồi anh Nam, anh Sáu rồi vô đây với em Tám. Sẽ theo. Chụp riêng hả? Ừ. Ủa chồng cái tiếng. Chồng cái Diệu ơi kìa. Chụp mấy. Bà Tâm, ai mở cửa vậy chị Tâm kìa. Tốt, chạy ra mở cửa đi. Rồi, ra mà chồng sáng cho khu vực. Chồng ơi, chờ mặt đứng tôi đi. Sợ mặt nó. Ủa em ơi, mình sẽ nhập vợ chồng. Đây nè, đúng rồi. Mừng cái đó là đúng rồi. Quá đẹp. Chụp nửa người đó nha Miên. Chụp
ngang chút. Bữa nay là kỷ niệm ngày cưới luôn mà, 7 tháng rồi đó. Đừng đừng có dâm. Không có dâm ngang ngược vậy. Như tháng nào ta đi ngủ. Ông miếng này chứ, trời ơi. Chập kìa, hút kìa, ông mà chập luôn. Trời ơi, hút chưa ai chập luôn, lại, lại con. Vô đi chị. Dạ. Rồi Hiếu rồi mấy mẹ. Anh Lộc, anh Năm, anh Sáu. Tôi đâu, tôi đâu. Chị Năm ơi, cứu em, cứu em. Thế liệu có đi kèm. Anh Năm, anh Sáu, chị. Hả? Leo lên đúng rồi nè. Bạn cao nhất, bạn bạn đứng đây. Anh Lộc. Được rồi. Được rồi. Này à. Thôi, được rồi, thì chụp riêng đi, chứ chụp đông không được. Rồi, ok. Ba chứ trời, sao vậy? Trời ơi, anh Năm sáu. Năm sáu, trời gì vậy trời? Năm nay không có chơi, không có cô chuyên nghiệp rồi. Chơi trò thấy nó khổ. Chơi hiểu sao? Chơi rồi. Nào, rồi. Tâm, chụp cho Tâm. Đấy giờ, đấy giờ. Hiểu đấy giờ. Chụp riêng đi. Anh Sáu chụp cho em Tâm riêng đi anh Sáu. Cái tấm điên kia rồi uống này để anh hai kìa. Trời, cái Tâm đó. Chơi chồng chụp cho vợ chị Tâm tắm chồng. Anh vô lại. Chồng đâu? Chồng không đứng rồi kìa, không quay nữa. Chị chồng nhanh đang đói bụng. Trời ơi, trời là xấu. Chồng ơi, chồng. Lại, Miên chụp điện cho Miên. Rồi, vô sáng vô sáng. Thôi vô, chị sẽ nói thôi vô. Sáng vô, sáng vô. Không. Chụp tầng vô nha Miên, xịt vô xíu nha, cha chứ gì. Ủa một tấm một thì thôi hả? Nửa tháng xấu thì sao mày lại đi. Cái gì mà nhanh chứ gì. Đó, nếu vô chụp với em tấm kỷ niệm đi. Điện thoại anh Hiếu nè. Thôi chụp đi, ngồi anh bắn cho. Đây bạn ơi. Rồi đưa cho chồng em cũng chụp xấu lắm anh ơi. Ghẹo ổng ơi, chụp đẹp lắm à. Ờ, nước cũng chụp đẹp lắm mà. Cô hồn trầm là cái phần xe bắt đó. Rồi, xong rồi đó. Tới nữa không? Anh sớm. Ủa, cái túi tơ đèn với lại cái ấy hơn hả? Cái gì? Cái này, cái này. Tỉnh màu sáng lên xí. Sao không thở hồi nãy không? Sao không thở đèn cây rồi hả? Cái gì? Nãy trong cái bì mà anh coi là trời ơi, trời ơi. Để đây nè, để đây nè. Có cái ghế nè. Cái máy nè. Cái máy nè. Nè cao, cái loại nè. Không, gọi tắt cho điện ảnh lên. Thấy không? Cái gì? Điện ảnh lên đây. Ba mời mấy chị. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dạ, dạ được rồi anh. Mọi người hát đã đủ hay rồi. Đem ướt. Ủa, ướt ôm chồng ướt. Từ từ con để cô ướt xong rồi con ăn nha. Chưa kịp ướt rồi đó kìa, cho cô đang bánh rồi. Dạ con ước qua năm đẻ sinh đôi. Dạ cảm ơn ạ. Yeah. 2, 3. Cái này là hôm nay là vừa là sinh nhật mà vừa là kỷ niệm 7 tháng ngày cưới, tròn vẹn luôn, vừa tròn 7 tháng luôn. Bữa nay mới gặp được anh chị em đông đủ như thế này, anh em trong nhà không à. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm nói gì vợ không? Chúc vợ sinh nhật vui vẻ. Bên đây nữa. Chén nữa. Rồi, 2 đứa. 3 đứa luôn. 3 đứa. Rồi hỏi nè. 2, 3. Em thấy em hơi sớm chút vừa kệ đi. Không sao đâu. Đặt lên. Vô tiền. Ủa mà ly đâu? Ly đâu? Ly. Mấy đứa nhỏ nhà mình thiệt rộn ràng quá. Đúng. Rồi đi bà. Em chưa có chụp luôn á, chưa chụp cái bánh kem không luôn á. Ok, rồi. Chị Năm á. Xong rồi. Ngồi đi, ngồi đi.
Chị chụp cho em nha. Rồi. Bé Thảo với anh Lộc lấy kéo cái ghế này ra giùm em, mới để ghế đỏ vô mới vừa mới đủ. Rồi rồi rồi. Rồi. Nè. Để đây. Lấy ghế đỏ đỏ ngoài nhé. Ghế đỏ không đủ rồi, cái 10 cái vẫn cứ để ghế này đi. Không, cái giải bên ngoài thôi, còn giải trong để không được. À. Nhông 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 nó làm như vợ tắm. Làm như vậy tắm. Đưa cái dàn ghế ngồi dựa cho nó ngà hoàng ngồi ra. Ai được, ai được. Đây đi mình đang làm. Cà giải. Để chậm đi, chưa kịp. Chưa set up được hả? Chưa kịp phê vậy chưa? Chưa kịp phê. Lại chưa kịp phê. Chồng lại chưa kịp được. Rồi, quá trời rồi, anh ơi. Rồi, vô ăn tiệc cả nhà ơi. Ơi. Cái này cái này luôn đầu bàn này cũng được. Ờ, cũng được bạn. Cái gì? Hả? Căng mà. Thấy tấm nó em up lên cái báo lấy liền. Nó ghi ảnh này là danh nhân Quỳnh Mẫn trọng tấm cơ vợ bằng tài khoản. Ghi tùm lum tà la hết trơn. Lúc bị đại gia, lúc bị danh nhân. Thôi vậy đó, rồi. Mình ăn đi chứ để lâu quá rồi anh nói gì hết. Cái nguyên cái bông trên bàn này trong bàn người ta tài trợ hết á, nó đâu có sắm mua nắp gì. Ủa biết luôn hả anh? Hải sản Hoàng Gia tài trợ. Cái này là Trần Thị Thương tài trợ, này mẹ em. À, mực cũng là mẹ em ta tài trợ luôn. Em chỉ có chuẩn bị rượu đó. Rượu với bên tay á. Mình còn có lẩu cá nữa. Thôi mọi người vô đi. Dạ em mời cả nhà vô. Đây, đây. Cho nhiều quá. Không, còn nữa nữa không? Rồi. Mọi người vô đi. Đây đi em đi ăn lại. Đây để chấm cho sốt mà nó còn. Ăn sao? Ăn đi mọi người. Chăm vô mà ăn luôn. Bạn hỏi cho ăn gà luôn quá. Con thiếu đồ đóng này. Ăn xong hết rồi.